Tôi vẫn nhớ ngày bé, bà tôi thường kể về những phiên chợ Tết. Khi những bức tranh đỏ được bày bán khắp chợ Kim Hoàng quê tôi và cả những vùng lân cận. Hình ảnh đó chỉ còn là ký ức, bởi từ khi cha tôi, rồi tôi ra đời, cũng chẳng bao giờ còn được thấy những nhộn nhịp của một làng tranh đỏ như xưa. Dòng tranh của làng Kim Hoàng, theo như tư liệu để lại, thì thất truyền từ năm 1915 sau trận vỡ đê Liên Mạc. Đến đầu cái thế kỷ 20, á, cái khổ của chúng tôi là nó vỡ cái đê ở trên, không phải là cái quyền của làng Kim Hoàng. Nó vỡ đê trên, thấy nước tràn vào đây. Do đó cho nên làng chúng tôi bị mất. Và lúc bây giờ nước ngập ở trong làng một nửa tháng rồi. Chứ nó không có như bây giờ, nước ngập như thế thành ra cái bản khắc cổ ấy, nhân dân bí quá. Ngày xưa chúng tôi cái củi đun ấy, là rơm rạ thôi, thế nhưng bây giờ ngập hết, không có cái gì đun cả. Thành ra một số gia đình thấy có lúng túng và rèm bén nó trẻ ra thành củi đun. Đó là lời kể của các cụ làng tôi về trận lụt kinh hoàng năm Ất Mão năm 1915. Trận lụt khiến cho đời sống nhân dân lao đao, người ta mải lo tìm cái ăn, cái mặc, nên chẳng ai còn quan tâm đến nghề vẽ tranh Kim Hoàng nữa. Tranh đỏ ngày càng phai màu trong đời sống người dân. Cho đến sau cách mạng tháng 8, người ta hoàn toàn không sản xuất nữa. Vì thế, trong nhiều năm, tranh đỏ Kim Hoàng hầu như đã bị lãng quên và xem là thất truyền. Sự thất truyền này đồng nghĩa với sự sụp đổ công lao gây dựng làng tranh đỏ từ bao đời trước. Tranh Kim Hoàng là tên thường gọi của một dòng tranh dân gian phát triển khá mạnh từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19 của làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Theo sách Đồ họa cổ Việt Nam, dân làng Kim Hoàng di cư từ Thanh Hóa ra Bắc năm 1701 gồm hai làng Kim Bảng và Hoàng Bảng hợp nhất lại. Hai làng này đã xây dựng đình chung Trưởng Bảng Hội Đình vào năm 1701, cũng được xem là thời gian cho sự bắt đầu nghề in tranh của làng tôi. Theo đó, nhận thấy tranh Đông Hồ chỉ đủ cung ứng cho mạn Hà Bắc, Hải Dương, Nam Định, tranh Hàng Trống chỉ đủ cho Hà Nội và không thích ứng lắm với người nông dân cả về thẩm mỹ và túi tiền. Các cụ làng tôi quyết tâm tạo ra dòng tranh mới kết hợp cả hai kỹ thuật Đông Hồ và Hàng Trống. Hai dòng họ Nguyễn Sĩ và Nguyễn Thế đi đầu trong việc tổ chức vẽ và in tranh. Theo truyền thống các cụ kể lại, khi còn tổ chức phường tranh thì toàn bộ ván là tài sản của phường do chủ phường giữ. Hàng năm đến ngày rằm tháng 11 âm lịch, sau khi làm lễ dỗ ông tổ phường, ván được chia cho các gia đình mang về in. Trong quá trình sản xuất tranh Tết, các gia đình có thể đổi ván cho nhau để in nhiều mẫu. Hết mùa ván in lại tập trung giao cho chủ phường giữ. Tranh Kim Hoàng được quẩy về các chợ như Xấu Giá, chợ Sơn Đồng, chợ Chùa Thầy, chợ Phùng, chợ Diễn, chợ Tây Tịu. Thời thịnh nhất, mỗi chợ có đến 5 đến 10 chiếu tranh. Thế nhưng những chiếc ván in tranh quý giá ấy
đã bị nhấn chìm dưới trận lũ lịch sử. Thì những cái bản khắc gỗ đó, bây giờ không còn nữa. Cho nên hiện nay cái bản khắc gỗ tôi đã cho thằng cháu, hiện nay nó ở tận bên Pháp ấy, nó là chủ quỹ viên văn hóa đấy. Nó đến cái bảo tàng lúc vừa rồi nó tìm hộ tôi cái bản đó. Thì theo ý kiến của các anh ở viện bảo tàng mà có lẽ ông phải sang lúc vừa rồi mà tìm thì mới. Cho nên tôi đã phải cử người sang tận Pháp. Thế nhưng mà bây giờ nó nói là hơn 200 cái bản, cháu chẳng biết cái bản nào là của làng cả. Là bây giờ cái thế hệ trẻ. Thế mà cái chuyện kia của tôi mất từ 1975. Thế đến bây giờ là có một thế kỷ trôi qua rồi. Thế bây giờ người dân Kim Hoàng mà hiểu về tranh của mình ấy, thì cả làng tôi hiện nay chỉ còn có 2-3. Không chỉ có mất ván in mà những nghệ nhân trong làng cũng không còn ai. Những người hiểu biết về tranh Kim Hoàng chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Rất là rất tiếc có những cái dòng họ, dòng họ Nguyễn Thế của cái làng này này là giữ, thì hiện nay các cụ cũng mất hết cả rồi, không còn nữa. Đấy, chứ không phải không còn tiếc thì rất tiếc mà phải chịu đấy, chứ không phải là không tiếc đâu, là vì nó thất truyền nhưng bây giờ không phục hồi lại được. Tôi lớn lên, nghe những câu chuyện về làng mình, tôi càng muốn tìm hiểu lại về dòng tranh đỏ và ấp ủ hy vọng phục chế lại dòng tranh Kim Hoàng này. Càng tìm hiểu, càng thấy những điểm thú vị của tranh đỏ mà không dòng tranh nào có được. Trước hết về cái tên. Dân gian gọi đây là tranh đỏ bởi chất liệu giấy. Trong khi tranh Đông Hồ làm từ giấy điệp, tranh Hàng Trống làm từ giấy gió, thì tranh Kim Hoàng lại được vẽ nên trên nền giấy đỏ, giấy hồng điều. Những thớ giấy đỏ tươi tắn mà không tạo cảm giác chói đã khiến cho các màu sắc khác nổi bật hơn khi được vẽ lên. Màu của Kim Hoàng chúng tôi làm là màu đặc trưng là nhất là màu đỏ và màu hồng điều, để tạo lên những gam màu của tranh là phải phù hợp với chất liệu giấy, và những cái bức tranh là phải phù hợp với cái nền giấy đó, mà in lên là phải làm sao cho một bức tranh nó phải nhìn, nó phải có hồn, và thật sự là đến người sử dụng và treo tranh và chơi tranh là cảm nhận là một bức tranh của Kim Hoàng là rất là đẹp. Màu của tranh ngoài màu nền, trước hết là màu đen in từ ván gỗ lên giấy. Màu này lấy từ những thỏi mực đen, mực tàu. Bảng màu ở Kim Hoàng cũng giống như Đông Hồ, còn có trắng, vàng, xanh lơ, xanh lục, tràm, tím, hồng, đỏ sẫm. Các màu đều được mua nguyên liệu về chế lấy. Muốn có màu tràm thì đem cây tràm ngâm riêng cành và lá. Sau đó chắt bỏ nước trong, rồi gạn lấy chất cái, đánh nhuyễn ra. Màu tràm thường trộn với mực đen để tạo ra thứ màu xanh đen. Màu trắng thì mua phấn thạch cao, ngâm nước cho mềm rồi đánh nhuyễn. Các màu trên khi dùng phải pha keo da trâu. Khó pha nhất là màu phẩm hồng, pha khéo thì được màu cánh sen tươi. Không đúng cách thì chuyển thành màu đỏ sậm như máu. Tranh Kim Hoàng đòi hỏi nhiều nét thanh mảnh và vô cùng tỉ mỉ. Nếu như trong tranh Đông Hồ, mỗi bức tranh có rất nhiều bảng khắc gỗ, mỗi bảng khắc lại tương ứng với một màu và một lượt in, thì đối với tranh Kim Hoàng, chúng tôi chỉ dùng một bảng khắc để in nét đen lên giấy. Rồi từ đó mà tự do chấm phá màu sắc lên bức tranh theo cảm xúc và ngẫu hứng cá nhân của mình. Bởi vậy mà mỗi bức tranh là một phong thái riêng, chứa đựng sự phóng khoáng và nét tài hoa riêng của mỗi người, mặc dù chúng cùng in ra từ một bảng khắc. Bên cạnh đó, sự độc đáo của tranh Kim Hoàng còn ở kỹ thuật in ngửa thay vì in úp như tranh Đồng Hồ. Ván in để ngửa, dùng chổi thông nhúng vào chậu mực rồi quét lên ván gỗ. Sau đó đặt úp tờ giấy đỏ lên mặt ván, dùng sơ mướp, tấm sáp hoặc nén, xoa phía trên tờ giấy, cho nét và màng hình đen từ ván in dần lên mặt giấy. Điều này giúp cho người làm tranh căn đường nét nhanh hơn
mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Màu không bị lem, chính vì thế đường nét trong tranh có được sự mảnh khảnh đầy thú vị và thể hiện được sự tài tình của người làm tranh. Bóc giấy ra sẽ được tranh đen trên nền giấy đỏ. Nét ở tranh kim hoàng do không in lên giấy điệp có gợn gồ ghề nên đen tuyền, mịn, mượt chứ không rỗ xốp như màu đen ở tranh đồng hồ. Đã có hình in đen rồi, dựa vào những phần màng của nét để bắt đầu vẽ các màu khác mà nhân dân làng tôi gọi là chấm phẩm. Từ lúc bé lớn lên là chúng tôi là cái người đi mài mực và phơi cái bản tranh kim hoàng này. Từ đàn gà, rồi ông tướng canh cổng, thế rồi con lợn, thế rồi nhiều thứ tranh lắm. Cái tranh kim hoàng này không phải là in một lần ra, in xong ra lại còn phải chấm nhiều màu, chứ không như tranh hàng trống, in xong là trong. Thứ hai là đề tài trong tranh kim hoàng. Giống như các dòng tranh dân gian khác, tranh đỏ được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống mộc mạc, giản dị và vô cùng gần gũi, quen thuộc với mỗi người dân quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hình ảnh thân thuộc dễ đi vào lòng người như con trâu, con lợn, con gà, hình ảnh làng quê, cảnh ngày xuân, chợ Tết. Đặc sắc nhất là hình ảnh cặp gà trống, được coi là thần kê của tranh kim hoàng. Người xưa quan niệm treo tranh thần kê trong ngôi nhà vào dịp đầu năm sẽ giúp gia chủ xua đuổi yêu ma tà khí, đem lại sự bình an. Ngoài ra, bức tranh con lợn cũng được những người thường tranh yêu thích, hàm ý cầu cho gia đình một năm hạnh phúc, ấm no. Hai tranh quý là con gà và con lợn. Hai tranh này nó quý ở chỗ là có ghi những bài thơ nói về con gà. Bên cạnh đó, trên những bức tranh không chỉ có hình ảnh mà còn có cả những câu thơ chữ Hán được viết theo lối chữ thảo lên trên góc trái bức tranh. Cả bài thơ và hình vẽ trên bức tranh đều toát lên sự hài hòa và liên kết theo một chỉnh thể nhất định. Để có được một bức tranh dân gian kim hoàng, đòi hỏi người nghệ nhân không chỉ thông hiểu chữ Hán mà còn phải có tâm, có tầm để thể hiện được nét tài hoa lên từng đường nét và màu sắc, tạo sự khác biệt cho dòng tranh kim hoàng. Ví dụ như bức tranh thần kê, tạm dịch bốn khổ thơ trên tranh như sau: con gà có năm đức hình dáng như con phượng, tiếng gáy vang động tận đỉnh núi, nghe tiếng gà gáy thì quỷ khóc, tà ma phải chạy xa, giữ cho các gia đình khỏe mạnh, sống lâu. Mỗi khi vừng đông mọc, mặt trời nuốt đêm tối ảm đạm cùng các loài tà ma, con gà có cựa vàng, mào hoa và năm móng, phù hộ cho các nhà, làm cho bầy quỷ phải tránh xa, cả nhà có nhiều điều may mắn, tươi tốt, vui vẻ quanh năm. Tranh kim hoàng bắt đầu làm từ sau lễ giỗ tổ cho đến giáp Tết. Thời tiết giá rét làm cho phẩm pha vào keo sẽ đông quánh, vì thế bát màu phải đặt trên bếp nóng để vẽ. Nếu bếp nóng quá, màu phạm sẽ không tươi mà bị xỉn lại. Các màu sa thanh và sa lục là bột đất, nên sau khi chấm màu mà để khô thì sẽ hơi nhát. Chấm màu xong, các nét in ban đầu bị phủ đè gần hết, nên giữa các mảng màu không còn đường bờ ghim giữ lại, sẽ bồng bềnh chao đảo. Muốn tăng hiệu quả nghệ thuật phải được nâng cao bằng kỹ thuật in đồ, tức in lại nét đen lên trên các mảng màu, in sao cho trùng với nét đen in ban đầu. In đồ là việc khó, chỉ những người cứng tay nghề mới làm được. Những màu sắc tươi tắn trên tranh đỏ làng tôi đã cuốn hút cậu bé tôi thời thơ bé, để đến khi lớn lên, tôi quyết tâm phải phục dựng lại nghề của làng
dù hành trình phục dựng phải qua rất nhiều khó khăn. May mắn khi tôi gặp được nhà sưu tầm tranh Nguyễn Thu Hòa. Với tình yêu di sản, đau đáu với việc phục dựng lại dòng tranh đỏ, chị Hòa đã dành hơn 3 năm bỏ công sức để phục hồi lại làng tranh. Trước năm 2015, nhà sưu tầm Thu Hòa bắt đầu triển khai dự án khôi phục làng nghề Kim Hoàng. Những ngày khởi đầu, chị Hòa lặn lội về Kim Hoàng, tìm tới các bậc cao niên, những người con của dòng tộc Nguyễn Sĩ. Những mong thấy được manh mối về nghề, nhưng mọi thứ đều mờ mịt. Không nản chí, chị tiếp tục thực hiện những chuyến điền dã tại quê hương Kim Hoàng. Mặt khác, chị tích cực khảo cứu thông tin, tư liệu về nghề qua các kênh khác. Không phụ lòng người, cuối cùng cơ hội cũng mở ra cho nhà sưu tầm. Trong một lần tình cờ, chị tìm được cuốn sách rất quý về các dòng tranh ở Việt Nam, trong đó có đầy đủ bộ tranh dân gian Kim Hoàng của một tác giả người Pháp. Gần như cùng lúc, một người dân ở làng Kim Hoàng cũng tìm thấy ba mộc bản cổ khắc tranh Đức Lưu Quang và Phúc Mãn Đường bị bỏ quên từ rất lâu. Được mục sở thị ván khắc gỗ, biết được khổ tranh, nét chạm, chị Hòa nhanh chóng cậy nhờ những người có chuyên môn dựng lại bản khắc mới, rồi tiếp tục tìm hiểu về chất liệu giấy, nguyên liệu in, những thành phần làm nên hồn cốt của một bức tranh Kim Hoàng. Những bản khắc được chị cùng người dân Kim Hoàng nhờ cậy khắp các nghệ nhân làng tranh khác trên cả nước để làm lại dựa trên các tài liệu đã có. Những bản khắc hiện giờ rất quý bởi chúng được làm ra bởi công sức và tâm huyết của biết bao người. Chúng tôi thì rất là vất vả là phục chế, tại vì nó mất rất nhiều thời gian, là cái dòng tranh này là bị thất truyền, và qua tìm hiểu và những cái nhà sưu tập của tranh đỏ Kim Hoàng nó vẫn tồn tại, để chúng tôi lại lấy mẫu lại về để phục chế lại và khắc lại những cái bản khắc của tranh Kim Hoàng để làm lại và khôi phục. Theo tôi thì bởi vì là cái thời điểm này nếu như mà mình không làm thì sẽ không, sau này cái những cái thế hệ tiếp theo sẽ không ai có thể là làm được. Cái khó khăn nhất đấy là về mặt nhân lực, ví dụ như là cả làng Kim Hoàng hiện nay có độ khoảng 5.000 nhân khẩu chẳng hạn, thì chỉ tìm được mỗi một người là có khả năng vẽ và có thể là theo được nghề tranh. Bởi vì đối với cả cái tranh in khắc gỗ thì cũng muốn em là để dòng tranh đấy ở cái trạng thái nửa in nửa vẽ. Bởi vì là khi mà đối với cả những cái sản phẩm độc bản, một bản một để mà của mà nghệ nhân vẽ thì nó sẽ được thị trường đánh giá cao hơn. Phục dựng tranh không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm giống với bản gốc, mà còn phải bảo đảm cả những yếu tố đi kèm để phản ánh được đầy đủ, chân thực nhất sự tinh xảo, tính thẩm mỹ, kỹ thuật điêu luyện tích lũy trong tác phẩm, giúp người xem cảm nhận được chiều sâu văn hóa của đất nghề. Muốn làm được chính xác như vậy, những gian nan của hành trình này vẫn chưa kết thúc. Đặc điểm tạo nên thương hiệu tranh Kim Hoàng nằm ở màu sắc và đường nét. Vì thế, công việc phục hồi màu sắc cho tranh là gian nan và phức tạp nhất. Tranh đỏ có màu sắc rất sặc sỡ nên đòi hỏi kỹ thuật pha màu cao và phức tạp. Nền tảng của tranh Kim Hoàng là màu đỏ và các biến thể màu đỏ như cam, đỏ nhạt. Nên cách pha thế nào để khi lên màu, tranh vừa đảm bảo độ sáng, vừa giống màu của các cụ ngày xưa là vô cùng khó khăn. Đó là chưa kể các cụ xưa toàn dùng màu tự nhiên. Chị Hòa cùng tôi đã phải thực hiện rất nhiều thử nghiệm để có những màu ưng ý. Tuy việc nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi dòng tranh dân gian Kim Hoàng đặc sắc này là vô cùng khó khăn, nhưng rất cần thiết để giữ gìn các giá trị văn hóa của dân tộc. Ngay từ khi khởi động, dự án khôi phục dòng tranh dân gian Kim Hoàng đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người dân xã Vân Canh. Hiện nay, bên cạnh đình làng Kim Hoàng, chị Thu Hòa đã được chính quyền và nhân dân cho mượn địa điểm để làm nơi sản xuất, truyền dạy nghề làm tranh. Giờ đây, làng tôi bắt đầu nhộn nhịp lại trong những sắc đỏ rực rỡ của những bức tranh. Tuy sự nhộn nhịp này mới chỉ nhen nhóm, nhưng tôi tin với tình yêu và dòng máu nghề chảy trong huyết mạch,
người làng tôi bên cạnh sự giúp đỡ của những cộng sự sẽ phục hồi được tranh đỏ. Để phiên chợ năm nào đỏ rực màu tranh sẽ không còn là ký ức. Và để thiên tai cũng như những tác động ngoại cảnh mãi mãi không thể mạnh hơn ý chí của con người trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa tinh thần của đất nước chúng ta.